Wow, cực kỳ mạnh luôn. Với mức áp là 135 bar thì dòng máy này phục vụ cho các bà con cô chú anh chị sử dụng trong dịch vụ rửa xe hơi, rửa xe máy, rửa xe ô tô thì quá là phù hợp. Chào mừng quý bà con cô chú anh chị cùng quay trở lại với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Và nếu như cô chú anh chị đang muốn sở hữu một dòng máy xịt rửa xe cao áp, hiệu quả, chất lượng, uy tín thì video hôm nay Đình Vân sẽ review chi tiết và sẽ test máy thực tế về sản phẩm máy xịt rửa xe cao áp đến từ công ty Toàn Phát, đó là máy xịt rửa xe cao áp Toàn Phát LX1500 Pro. Và ngay bây giờ Đình Vân sẽ review tất cả các chi tiết phụ kiện cũng như là cơ cấu của máy để quý bà con cô chú anh chị cùng được tham khảo. Và bây giờ chúng ta cùng đi tham khảo thực tế về những chi tiết của máy rửa xe cao áp Toàn Phát LX1500 Pro nhé quý bà con. Máy sử dụng điện một pha gia đình 220V với công suất 1500W, motor được quấn với 100% rồi lõi đồng và máy sử dụng bít tông sứ. Một số phụ kiện của máy đi kèm thì gồm có dây hút lọc rác và bình phun bọt tuyết. Dây xịt của máy là dây bố thép, bởi vì áp lực của máy rất là lớn nên sử dụng dây bố thép để phòng tránh nổ dây. Dây có ru lô quấn rất là tiện lợi cho chúng ta khi sử dụng. Và một số kèm theo 4 béc xịt từ 0 độ cho đến 45 độ. Đây là 4 béc xịt cho giúp chúng ta dễ dàng sử dụng cho công việc của chúng ta. Và ngay bây giờ thì Đình Vân sẽ test máy thực tế để cho quý bà con cô chú anh chị cùng xem. Đầu tiên thì Đình Vân sẽ lắp cái bình bọt tuyết vào xịt thử cho bà con cô chú anh chị ta cùng xem nha. Xem cái độ xịt bọt tuyết nó như thế nào. Quá đỉnh luôn. Đấy, thấy bọt tuyết chưa? Chúng ta có thể cho bọt tuyết ra rất là xa. Tuyết ra trắng xóa luôn đấy không? Quá là đỉnh. Rồi. Và bây giờ anh Văn sẽ cho cái béc không độ nha. Wow, cực kỳ mạnh luôn. Với mức áp là 135 bar thì dòng máy này phục vụ cho các bà con cô chú anh chị sử dụng trong dịch vụ rửa xe hơi, rửa xe máy, rửa xe ô tô thì quá là phù hợp. Tróc cả bê tông ra luôn. Rất là mạnh luôn. Và bây giờ thì ta sẽ thay một cái béc. Béc này là 15 độ. Đây. Béc 15 độ. Và bây giờ thay cái béc 45 độ vào xem ha. Đây là béc 40 độ, 45 độ ha. Đây. Quá đỉnh luôn. Cái hôm nay gió mạnh quá. Quá là chất lượng luôn anh chị cô chú. Và với sản phẩm máy xịt rửa xe cao áp Toàn Phát LX1500 Pro này thì rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị sử dụng cho mô hình kinh doanh rửa xe máy, xe hơi, xe ô tô. Quá là phù hợp với sức mạnh vô biên, thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt và bảo hành uy tín tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy 12 tháng cho quý bà con cô chú anh chị.
quý bà con cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng một chiếc máy để đáp ứng được nhu cầu công việc của mình hiệu quả cao nhất, hãy liên hệ ngay tới số điện thoại ở trên góc của màn hình để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm và cũng như là được sở hữu sớm nhất, nhanh nhất sản phẩm máy chuyển rửa xe cao áp uy tín, chất lượng tại trung tâm cửa hàng Thế Giới Máy. Và video hôm nay thì vẫn xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con cô chú anh chị ở video tiếp theo.